Dạ, xin mến chào quý cô chú anh chị mạng. Thì hôm nay tiếp tục một buổi sáng, anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục có tiếp nhận một thông tin. Một chị gái hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay về báo thông tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng thông tin để tìm đòi lại công bằng và đòi lại tất cả những tài sản của mình. Dạ, câu chuyện phải nói là không cũ, không mới, nhưng mà hiện nay thì cũng rất nhiều các cô các chú anh chị hiện nay đang sập bẫy. Sập bẫy gì ạ? Tất cả những đường dây đa cấp lừa đảo một cách rất tinh vi, hiện nay trên báo chí, trên tất cả trang mạng xã hội đăng tải rất nhiều, nhưng rất lấy làm tiếc, hiện nay còn rất nhiều các chị em phụ nữ hiện nay đang sập bẫy. Câu chuyện này, chị gái này sập bẫy đến giờ phút này đang có nhà ở, đến giờ phút này là mất nhà mất cửa đó, phải nói là gia đình thì tan nát, mà về đây là có thể là bây giờ tâm trạng rất hoảng loạn. Mà bản thân chị gái này hiện nay thì về đây thì cũng không còn đâu đủ sức để có thể là trò chuyện, nhưng mà hy vọng là chị gái này cố gắng để cùng trò chuyện anh em hiệp sĩ Bình Dương, để chia sẻ câu chuyện này, để anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm cách lấy lại công bằng cho chị gái này. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin phép chào chị gái nhé. Dạ. Chị có thể chị giới thiệu chị họ tên là gì? Tên em là Nguyễn Thị Hà. Dạ. Ở Lâm Hoa, Lâm Trực, Lâm Định ạ. Em vào sinh sống mà mẹ đơn thân, chồng bỏ đánh đập, không có ai nuôi con. Giờ đa cấp lừa gạt, em phải gửi với con em đi bà ngoại. Cháu nó còn hủ với chặt axit với đánh nhà, gia đình nhà em luôn á. Nhờ cộng đồng mạng xã hội giúp đỡ em bây giờ. Bây giờ em sức bước sang bằng, không ăn không làm được, tinh thần bất ổn. Té suốt đi ạ, té trong mặt ngoài con đi hướng mà ngoại nha, con nó bị trầm cảm rồi, không đi học không vào. Cháu đang học lớp cấp 3. Nhờ cộng đồng mạng bây giờ hội giúp đỡ em đi ạ. Bây giờ em không thể làm lỡ bắt nổi lũ nuôi con mẹ lên thân. Một cái nhà thuê ra đi đâu mà nó thì chạy đi chẳng ổ chơi thì chạy sắp xí đầu nó hủ dọa nhà mẹ con em. Em không sống nổi được bà con giúp đỡ em cộng đồng mạng xã hội. Các anh, các chị, các cô, các chú, các gì giúp đỡ con đi. Con đây là trình bày sự thật đa cấp đã lừa bôi ông cũng tới cơ quan ông Gò Vấp trước ông quận 12 á, ở đường Lê Tự Riêng á, rồi nó hai cái mặt tường lại Hồng Cường á, xong bây giờ 79 đường lại Hồng Cường, giờ chuyển 154 phường 6 đường lại Hồng Cường quận Gò Vấp á, Phạm Huy Thông á, trước ở quận 12 lại Hồng Cường, rồi một mặt thì đường Lê Thị Riêng, xong giờ chuyển ở bên Gò Vấp 154 phường 6 quận Gò Vấp, bảo con ơi ai cũng bị sập bất, đứa con bé nó còn bảo mẹ ơi đờ cấp lừa gài mẹ chết dần chết mòn, cái bé nó còn nói vậy, con virus nó còn giết một hai ngày, con còn đi giúp dân dịch phải đi bán rau giúp dân cứu thân độ thế mà bao giờ họ lừa gạt con chứ không cho con ở cái nhà luôn. Nó bảo là thế chấp nhà đi, lấy hàng về rồi nó bán có tiền nuôi con anh, nó giết dần giết mòn tận xương tận thủy bệnh hoài teo hoài bà con ơi. Con cũng không biết làm sao bây giờ, giúp đỡ con đi, lấy lại công bằng cho người dân đang bị hoang đi. Ôi mà nhiều người bị khổ vì nó cấp bia, bị bệnh rồi. Uống thuốc ngoài 30 ngày, 29 ngày uống thuốc kia. Nhớ còn không biết bố, rồi ông bà ngoại về bắt em. Ôi nhà con ở Lâm Định gì bố mẹ đơn thân đi đánh như chồng cũng đánh gì không có làm ăn được, anh biết rồi nuôi con một mình nhờ sanh đẻ về quê Bắc Giang nuôi không nổi gì ông bà ngoại già rồi, bố em cũng bị bệnh tim. Ôi mẹ em cũng già nuôi con già biết giờ cộng đồng mạng giúp đỡ nhiều đi. Em cho chuyện gì xíu ha, rồi chị bình tĩnh chị. Chị hít sâu, thở ra, hít sâu, hít thật sâu, hít thật sâu, thở ra, thở từ từ thôi, hít thở. Chị cho mà chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chị năm nay là 2 tuổi. Năm 2 tuổi nha. Mình sinh sống hiện nay đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi, ở Bình Chánh. Chị vào Bình Chánh nha. Chị sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa?
cũng 10 năm nay rồi. 10 năm cũng không dài nhưng mà cũng không phải là ngắn đâu chị. Chị cho hỏi là hiện nay ấy, là chị đang làm công việc gì tại thành phố Hồ Chí Minh? Chị bán tạp hóa nhỏ nhỏ với may bao. May bao bì ha. May bao bì. Mới lại bán tạp hóa. Đúng rồi. Chị có thể chia sẻ cho em ấy, là một tháng chị thu nhập vào đều đều là khoảng nhiêu tiền được không? Trước thì 2 triệu, hơn 2 triệu. Bây giờ khó khăn cũng chưa được vài trăm ngàn. Thì may bao nghỉ bệnh biết. Về trước còn có giới thiệu nhà đất thì có tiền. Mấy năm nay không có tiền. Vậy thôi sao mà đủ sống đây? Thì cũng nhờ ông bà ngoại. Xong mà nhờ anh em bà con nô lô cho vài trăm ngàn xài. Sao tiền không có? Mà con anh em nhà họ cho tiền rồi. Khổ lắm. Không, nó không có tiền mua thuốc, nó bảo cho để tiền mua thuốc đi khám bệnh, đi mua bảo hiểm đi chứ khám bệnh đâu. Một người đi mà con bảo sao mình mua tiền tao quậy. Rồi chị bình tĩnh, bình tĩnh. Chị, em biết chị hiện nay sức khỏe không tốt. Bình tĩnh thôi, đến thở. Hít sâu, hít sâu. Té quậy. Ôi, theo quẩy. Ôi, đây có dập đầu thua, có dập đầu vào trong cái hồ tang nào. Uống thuốc quẩy. Chị bình tĩnh hôm nay, hôm nay để cho chị đi được, không kịp đâu anh em mệt lắm. Ôi, theo quẩy. Nếu chị thương anh em thì chị bình thường là chị ấy bình tĩnh. Trong mà chị mà làm có chuyện gì đó, chị làm ở đây, anh em này nhiều khi là công an đến này phiền lắm. Rồi, em nói như vậy chị hiểu ha. Bởi vì khi mình đang trò chuyện này nhưng mà nhiều người không hiểu á. Người ta lại tưởng em làm gì đó chị. Cảm ơn nhờ các anh hiệp sĩ ở đây giúp đỡ dòng họ. Em cũng ở xa Phương Cầu Thực. Rồi, cùng với bác vô đây. Dạ Phương Cầu Thực không có ai gần gũi. Rồi, ok chị bình tĩnh nha. Ở đây là anh em hiệp sĩ Bình Dương tận tâm, tận lực và tận tình giúp đỡ bà con, giúp đỡ các anh chị, các cô chú. Không những chị mà tất cả mọi trường hợp anh em giúp miễn phí. Rồi bây giờ câu chuyện mình bỏ qua. Bây giờ chị tiếp tục, chị bình tĩnh để em trò chuyện với chị, để cho các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội xem được, hiểu sâu được cái câu chuyện này mà chia sẻ cho tất cả mọi người và có thể lấy lại công bằng của chị. Chị hãy bình tĩnh ha. Hết sức bình tĩnh. Đó, chị đừng khóc ha. Mình khóc là mình trò chuyện không nổi ha. Rồi em rất thương chị luôn. Rồi bây giờ chị đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đúng không? Chị năm nay là 52 tuổi. Chị trong ngoài chị được mấy người con rồi? Có một thằng con trai. Con chị có vợ có chồng chưa? Chưa, cháu mới đang đi học. Đang học á? Con chị học lớp mấy rồi? Năm nay cháu học lên lớp 11. Con chị có thể là chị lấy chồng muộn đúng không? Đúng rồi. Chị hiện nay ông xã chị làm gì? Đi dị lâu rồi em ơi, từ hồi có bầu cơ. Người ta đánh đập quá, chị cũng bị bệnh thì chị bỏ luôn rồi. Đánh đập à? Nhưng mà nhà không sống với nhau, thua nhau rồi. Rồi. Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh chị có nhà không? Chị có cái nhà cấp 4 để bị nó thế chấp đó rồi. Không, em chưa hỏi thế chấp. Nhà lớn không chị? Nhà cấp 4 nhỏ. Cái nhà nếu mà bây giờ chị giá bình thường là khoảng bao nhiêu tiền? Thì hơn tỷ, thì gần 2 tỷ chị đó. Gần 2 tỷ nha. Nhà đó là mình mua xong rồi mình xây đất hay là mình mua đất mình làm nhà? Mua đất từ hồi con gái xong chị xây lên. À là mua từ thời xưa ha? Thời xưa rồi. Vậy cũng rất lâu rồi ha? Đúng rồi. Vậy rất tốt ha? Rồi. Hiện nay cái công việc mà theo em được biết là chị thu nhập một tháng cũng được một vài trăm ngàn. Thì em nghĩ sống đất thành phố Hồ Chí Minh là chắc không phải đủ sống. Đúng không ạ? Chẳng không đủ tiền điện, chứ nói không tiền ăn. Tại sao mình không đi làm công ty công nhân đi chị? Tại chị già rồi, không ai nhận, chị lớn tuổi rồi. À hơn 50 công ty không nhận. Đúng rồi. Tại sao mình không dọn làm lao công hay là... Đi bao công nhưng mà chị sức khỏe chị bị nó chậm yếu quá, nắng nổi. Chị xỉu mấy lần có đi. Chị xỉu quá, chị về chị nào cũng nổi, chị bệnh nữa. Được. Hiện nay là ngoài căn nhà ra, tài sản mình có những gì? Không nhiều. Có cái gì nữa. Mình làm chỉ đủ sống ha. Hiện nay chị, nếu như theo chị chia sẻ như vậy là chị đã phải đưa con ăn học. Đúng rồi. Con đang học 11 mà. Đúng rồi. Chưa có đi làm được. Đúng không? Con chị học tốt không? Cháu học được. Chị động viên con chị cố gắng học giỏi. Chắc nhìn chạm sau này đỡ khổ cho giống như mẹ. Đúng rồi. Bây giờ cũng chị không có nhiều, có một người con đó là cũng là niềm an ủi, niềm vui của một người mẹ ở xa phương, đúng không? Đúng. Rồi em chia sẻ em chị cái này nhé. Chị có thể chị nói rõ hơn cái câu chuyện tại sao chị bị công ty đa cấp lừa và tại sao chị lại phải bán nhà hoặc cầm cố. Chị có thể nói rõ đầu tiên là chị quen hoặc chị gặp cái công ty đa cấp này hoặc chị chơi ở đâu. Lúc đầu con chị bảo là mẹ ơi giờ con học lớp nhiều tuổi tốn tiền, con học tiếng nọ tiếng kia sau này nó tốn tiền.
đang dịch bệnh để thuê mẹ đi bán rau thì cũng không đủ tiền cho con thêm. Rồi mẹ lên chợ tốt thì mẹ kiếm đi dọn phụ làm vệ sinh nó mấy tiếng á, là lên chợ tốt. Xong là con với bạn là mẹ ở chợ tốt thì ở cái chỗ cái cơ sở này họ lấy thì mẹ điện thoại xong mẹ xin xem. Thì lúc đầu vào cái công ty ở quận 12 ấy, rồi là nó phỏng vấn tư vấn nó chỉ có đôi bông ấy, tai nó bảo là thôi đi giờ cần đi ở gần chỗ cái đường Hiệp Địa Thành ấy, chỉ bao địa nhiêu? chỉ là 79 đường Lê Thị Riêng, phường Hiệp Thành, nó có một hai mặt đường nó Phường là không thành cho. thành phố gì? Thành phố gì? Phường Hiệp Thành thành phố gì? Thành phố Hồ Chí Minh quận Rồi, 12. rồi, sao lại chỉ? Rồi một nó cho địa chỉ cũng sai, lúc đầu nó bảo ở ngay đường Đại Hồng Cường, một bên thì đầu đầu này Lê Thị Riêng, là nó cho địa chỉ số ma không có kiếm. Người ta bảo là công ty này lừa đảo mà chị cũng không có tin, chị tưởng là bây giờ là công ty thật chứ ai mà lừa đảo vậy, chị cũng tin tưởng chị thôi. Chị làm phỏng vấn làm sao, nó cứ bảo là mua sản phẩm này đi rồi lên bậc để có tiền, nhiều tiền rồi làm công việc nhàn, nó tư vấn nó có bài bản lắm. Rồi xong bắt đầu là lúc đầu có đôi bông bảo cầm đi rồi mua sản phẩm đi, sau Bông bông này bông bằng vàng hay bằng đồng bông hay bằng bằng gốm? vàng Bằng vàng vàng, 18, vàng 18 là mình mua trước, mua nhiêu tiền? cái đó là mua hơn 1 triệu, À, mua, chị mua lâu chưa? mua hồi con gái Ôi trời, đeo bao đấy nhiêu năm nữa hả? nè? Đúng rồi, đeo bao nhiêu năm. Xong bắt Rồi. đầu tháo đi cầm cầm xong bắt đầu nó mới bắt Mà mua. chị là người, em hỏi chuyện chị này. Chị Rồi là người người ta tư vấn cho chị là đem bông đi cầm. đúng rồi Xong chị trực tiếp tháo một đôi bông này ra, chị đem đến tiệm cầm đồ đi cầm. đúng rồi, Và không cầm tiệm vàng đồng trời tiền vàng, thành chị cầm được bao nhiêu tiền? cầm được hơn 1 triệu, Triệu mấy? 1,5 triệu Triệu rưỡi luôn. đây. Ồ rồi, cho hỏi đây, chị cầm 1,5 triệu, cái số tiền đó chị đem đi đâu? Cái tiền đó bắt mua sản phẩm ở đó mang sản phẩm về, sản phẩm gì, sản mua tại phẩm đâu? ở cái công ty đa cấp ấy, Công ty đa cấp có tên gì? là trước là Đại Thành, bây giờ trước ở quận 12 Đại Thành, giờ chuyển đến Gò Vấp là Hưng Thịnh. Hưng Thịnh, công ty Hưng Thịnh Hưng Thịnh đúng không? đúng, Địa chỉ số mấy chị? ngày trước là 79 đường Lê Thị Riêng, quận 12, Hồ Chí Minh, bây giờ đổi thành là 154 phường 6 đường Lại Hùng Cường, Phạm Huy Thông, quận Gò Vấp. Ừ. Rồi, cho hỏi này, cái số tiền đó chị đưa cho người ta là 1,5 triệu, có hóa đơn không? Có hóa đơn nó Rồi. cầm, có hóa đơn hồng Rồi, hóa đơn đây. đó, hóa đơn đó, xong rồi người ta kêu chị mua những hàng gì, sản phẩm gì của công ty đa cấp. Người ta có giới thiệu là công ty người ta là công ty đa cấp không? Không, Người ta bảo ta là cái sản phẩm này về nó thơm rồi nói. Ừ. Nhưng mà chị cho em hỏi lại, chị rồi. đang đi xin việc làm để mình kiếm tiền nuôi học, nuôi con ăn học. Tại sao người ta lại xúi mình đi bán bông hoặc đi cầm bông, cầm vàng, đưa tiền cho người ta để làm gì? Rồi nói Mục đích là chính làm gì? mục đích này là bảo thôi đi giờ bán cái này đi cầm cái này đi về, mà sản phẩm như là mang về để bán có tiền được, khỏi bị đi làm cái kia cực Nhưng mà theo chị, đấy. mới nhìn nhận một khách quan đầu tiên là mới có 1,5 triệu thôi. Để chị nhận lại hàng gì? Chị nói cho em nghe. Hàng nước rửa chén lau nhà với Rồi. chà bồn cầu Rồi, những nước đó đấy, có thương hiệu trên thị trường không? cái đó không, thị Không. trường không có, Hoàn trên toàn trường là. không có, thị trường là không Có nghĩa có, là cái những cái sản phẩm đó là hoàn toàn là hàng giả hết. cái công ty đó là cái công ty đặc biệt, mình đặt tên là một công ty đặc biệt. Đúng rồi, Đúng chưa? đúng, Hiện nay cái công ty đó sản xuất ra nhưng chưa có tên. chưa có Gọi tên, là sản xuất ra nhưng mà chưa được công bố tên. đúng, Gọi là gọi tên bí mật đúng. nha. Rồi. Hiện đấy là chị bỏ ra 1,5 triệu để chị nhận được những thứ gì, chị nói em nghe. Nước lau nhà, nước rửa chén, Mấy chai, mấy chà lít, bồn cầu, mấy tất lít? cả là cái lít rưỡi, cái mấy trăm gram, rồi tất cả là sản phẩm là 1,5 triệu Nó chia đều cho chị nó luôn. đưa chia đều bỏ Rồi. bịch mang về luôn. Rồi chị gói em về là hôm ấy chị đi bằng phương tiện gì? Chị đi xe máy Xe máy, sao nó kêu chị bán xe luôn? thì bảo xe máy bán sao chị đi tới đi nuôi được À, đó, nhưng mà tôi nó bảo chưa hỏi chị bán xe đúng không? đúng. Rồi, xong 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 rồi hôm chị chở tất cả các hàng hóa, gọi là hàng tạp hóa đi. Đúng Rồi, hôm đấy là mình về, mình đem về mình làm gì? em về chị bảo là không biết cái hàng này về để đi xong bày không có ai mua, ai không ngờ bảo là ủa Hà ơi mình lấy cái hàng này Hà về, hàng này hàng giả chứ đâu có hàng thật. Mà cũng bảo là ủa bây giờ thì có hàng giả chứ, hàng giả thì là nhà nước vào cuộc không cho làm chứ ai ngờ hàng giả, mà sao làm lừa dân là sao. Thì chị cũng tự thì chị thật thà rồi chị cũng bảo là thôi thì cứ Ai là làm. người, em ngắt lời chị, ai là người chia sẻ với chị là Hà ơi hàng hàng giả? Cái người là Hàng xóm, cái người là hàng xóm, người xóm ta chị đến xóm chị bảo đến nhà chơi xong mua hàng chẳng hạn, ví dụ đúng rồi đến rồi mua tập của ông nói rồi vậy. chị không tin
chị cũng không tin luôn mà. Được. Chị không mua là bảo ủa sao lại có hàng giả. Rồi số hàng đó về sau chị có bán được không? Không bán được, còn để nguyên như si trang trong nhà. Rồi xong về sau chị, tại sao chị tới nữa là gì? Tới công ty đa cấp. Tới công ty làm ấy là nó bảo cứ đi làm đi, rồi nhập hàng bán tạp hóa để có sản phẩm mới là có tiền nuôi con, rồi khỏi, hàng để trở về. Em hiểu rồi. Đến làm đi để lấy tiền nuôi con. Nhưng mà đến đó mình có phải làm gì không? Đến đây làm thì dạy là bài bản rồi tư vấn cho người này người kia. Đông không chị? Rồi đông lắm, nhiều lắm, nhiều người lắm. Xong rồi chị thấy thương hại chị, nó nói chị không có làm được cái này rồi. Cái độ mặt chị yếu rồi, nên góp nên cái trang mà sim giả, rồi gắn vào gọi điện thoại, rồi đọc ba sao là chị bảo ủa sao tự nhiên đọc địa chỉ nó không đúng, mà để cho đọc sao giờ sao? Không, em chưa hiểu, em chưa hiểu lắm. Chị tới lần đầu tiên là mất 1,5 triệu. Đúng rồi. Và thứ nhất nhiều hàng gọi là xà bông nước tắm dầu gội đầu vân vân và vân vân đem về nhà và chị biết là hàng người ta nói là hàng nhà anh chị chưa tin. Rồi chị quay lại tiếp tục cái chỗ đa cấp đó đúng không? Đúng rồi. Chị tới đó chị gặp ai? Thì là gặp trưởng phòng. Rồi trưởng phòng rồi, gọi là trưởng phòng, em cũng là giám đốc thôi này. Nha, trưởng em phòng. Giám đốc. Ừ, xong rồi nó nói là trưởng phòng này thôi đầu tư hàng về bán tạp hóa thì kêu giám đốc tư vấn cho để bán cái này về thì mua cái nhà lớn ai cũng giàu lắm. Rồi làm được lắm, rồi nhập hàng về bán đi, rồi cái ghế massage thì nhập về mà kêu ai đấy để thuê mà bán hàng. Thế là mình cũng tin tưởng này, mình xúi cầm nhà nó này cứ đúng, làm ai, đi ai chú chị cầm cái nhà. Con mà Nhàn này tên là Nhàn, tên Nhàn. Nguyễn Thị Nhàn. Nguyễn Thị Nhàn trước ấy là ở Quảng Bình với Quảng biển số 76 là Quảng Bình với Quảng Trị đó, xong là nhà ở Long An. Biển số đi Long An đi xếp cái SH Mo là vô chửi chị dữ lắm. Tại sao chửi? Chửi chị là làm thì không được, rồi xong đi làm nay bây giờ lừa đảo với bị bệnh rồi tôi không làm được, rồi kiếm chuyện chửi chị, đập bàn đập ghế chửi chị om sòm luôn. Xong bắt đầu chị khóc nước cũng lở, bảo mẹ lui tôi đang ở bên nước ngoài chết rồi, dịch bệnh người ta không làm được nữa. Mày chửi mày tao mày tớ đập bàn như là bà nội chưa bao giờ lần đầu tiên mà đi làm mà tao đập bàn đập ghế vậy, chửi chị không là gì luôn á. Chị nó gắn tắt không? Rồi. Chưa trình bày dài nhiều khi mọi người không xem được. Rồi. Em hỏi chị này, lần thứ hai chị đến đấy gặp trưởng phòng với phó trưởng phòng thì nhàn nhàn vân vân và vân vân. Gọi là hôm đó là ai là người tư vấn chị để bán nhà hoặc cầm nhà? Nhàn. Nhỏ Nhàn đúng không? Nhỏ Nhàn. Nhỏ Nhàn là gọi thuộc nhận là đường dây đa cấp lừa đảo. Tư vấn chị và chị tại sao chị lại về thực hiện theo? À bảo cứ nó đi về nó bảo là thôi đi về biết nhà. Rồi nấu cơm đưa chị về đưa người nó kêu đó là chị dắt mình về nhà để biết nhà, rồi nó tư vấn nhà của nó kêu nấu cơm đi rồi chị em mình làm rồi sau này tâm sự rồi dắt chị về nhà, rồi nó xúi là để khơi rồi không vay được thì vay bên phụ nữ đi thì chị làm bên phụ nữ có làm bên phụ nữ nó là bên phụ nữ bây giờ cho vay cao lắm, giờ chị không có điều kiện thôi bị phụ nữ vay cao thì vay thế chấp nhà vay luôn đi làm cái gói cấp một đi quản lý một đi rồi có tiền thì sau lại lên giám đốc rồi có nhiều tiền đó quản lý một rồi lên giám đốc rồi được nhiều tiền nghèo rồi nuôi con đó. Em ngắt lời chị lúc bây giờ người ta tư vấn cho chị đã hiểu từ quản lý cấp một là gì chưa? Chưa có hiểu rõ như thế nào luôn á. Chị đã hiểu giám đốc là gì chưa? Chưa biết cái gì. Rồi trong sau đó tại sao chị cầm nhà? À, nó bảo là bây giờ cứ cầm đi rồi bán 1-2 ngày lấy lại mới hồi. Bán nhưng mà cầm đồ nhà, cầm đi là cầm tiền, cầm số tiền để làm gì? Ý là nó đến nhà, nó bảo mình xúi cầm tiền, nó đi theo chị luôn. Nó đến cái chỗ đó là nó tư vấn cho mấy cái người mà cho vay thế chấp nhà ấy. Nó lấy tiền, nó chơi đến cái công ty quận 12 đưa tiền luôn. Rồi cho mày. Ai, cái giấy tờ đó mang tên của ai, giấy tờ nhà mang tên của ai? Của chị luôn. Chị với nhỏ Nhàn là công ty đa cấp giả tạo lừa đảo đúng không, hai người cùng lên đường đấy, nó đi đến để cầm nhà, cầm tại đâu? Ý là cũng cầm chị ở đường Lại Hùng, đường gì rồi cái chỗ Lại Hùng Cường, cầm Lại Hùng Cường cầm, có dễ cầm thì nó tư vấn như vậy này, nó ăn kiểu là trung chi đường dây sao, nó bảo ví dụ là phải mất đề phí mười mấy triệu mấy phần trăm đó, mất được 300 triệu thì là phải mất ra tiền cò là 15 triệu. Thì đấy là nó trừ đi 15 triệu rồi nó dắt chị làm giấy tờ rồi cái người tại sao chị lại nghe theo, tại sao chị lại nghe theo? Chị không biết làm sao mà cứ nghe theo hoài vậy đó, nó rồi cho hỏi nó cầm nhà mấy trăm triệu
là lúc đầu là 300 triệu, chúng nó nói thôi bây giờ 300 triệu thì kiểu là làm thì thôi giảm bước đi thì lấy cái gói 100-200 mấy thôi. Là chỉ có cái giấy tờ kìa. Không rồi, em nói là cầm đầu là cầm 300 triệu. Đúng rồi, 300 triệu. Tổng cộng chị cầm ở nhà 300 triệu là thật thực tế, nhưng chịu nhận là bao tiền? Nhận là bao tiền? Nhận là 200 mấy, nó trừ dần trừ mòn có 200 mấy. 200 mấy? 200 rưỡi không? Đúng rồi, 200 rưỡi. Gọi là mất 50 triệu tiền chi phí và tiền cỏ. Xong rồi. Rồi 200 rưỡi triệu chị cầm đi đâu? 200 rưỡi là lột vào cái gói đa cấp ấy. Chị lột vào cấp. Ai là người đưa chị đi? Cái người nhà. Nguyễn Thị Nhàm. Tên là người phụ nữ tên Nhàm. Đúng rồi, một chỗ chị, đúng không? Đúng đi rồi. Cùng xe hay là hai xe? Đi cùng cái xe của cùng Nhàm. Cùng một xe của cô Nhàm là SH Mod, đúng rồi, không? Nhãn hiệu Honda, đúng không? Đúng rồi, biển số 62 Long An. Rồi biển số Long An. Chở chị từ cái trung tâm cầm đồ. Đúng. Tới trung tâm đa cấp. Đúng rồi. Trung tâm đa cấp chứ không phải công ty, nó không phải công ty đâu chị, đó là lừa đảo mà, gọi là trung tâm đi nha, trung tâm đa cấp lừa đảo. Tới đó tiền đó 250 triệu chị lột ra. Nộp cho, đưa cho giám đốc, nó có điện cho giám đốc tự nhận, đấy. Chứ không phải giám đốc, không ai cấp chứng chỉ và hành nghề bằng cấp giám đốc, giám đốc tự nhận. Ông đó tên gì chị? Cái gì, Hồng Ngọc. Hồng Ngọc, năm nay bao nhiêu tuổi? À, chắc ba mấy tuổi. Nguyên quán ở đâu chị biết không? Ở Trà Vinh. Người Trà Vinh. Người Trà Vinh, biển số 84 là Trà Vinh đúng không? 84 Trà Vinh, lên làm giám đốc của một tập đoàn công ty gọi là... Gọi là đa cấp được cái gì à? Nguyễn Hồng Ngọc. Nguyễn Hồng Ngọc à? Không phải, cái gì à? Vương Hồng Ngọc. Vương Hồng Ngọc. Vương Hồng Ngọc. Vương Hồng Ngọc. Thường thường theo em được biết ở Trà Vinh là người Khmer nhiều. Đấy. Chưa biết là người này ở nguyên quán ở đâu. Là người là chị là chính bộ bỏ bùa luôn, đi gỡ luôn. Không. Bộ phật thì là cái thôi thì bỏ cái đó không, không nói thôi. Không, bùa ngải, bây giờ mình không nói chuyện bùa ngải. Cái đó là Vương Hồng Ngọc, Vương Hồng. Làm giám đốc. Rồi. Tư vấn cho chị là 200, rồi em hỏi 250 triệu có hóa đơn không? Có này. Không, rồi, rồi. Có hay không em hỏi có không? Có. Có hóa đơn 250 triệu chị, người ta giao cho chị những hàng gì? Mà ghế massage 179 triệu. Ôi trời ơi. Một cái ghế massage 179 triệu. Ghế massage. Rồi cho em hỏi này. Đấy. Trước khi chị mua hàng hoặc chị bán nhà hoặc chị cầm nhà, người ta tư vấn là chị tất cả những hàng hóa A, B, C, vàng, vòng, nhẫn, kim, cương, nhà lầu, xe sang chưa? Đâu có tư vấn hết luôn. Tư vấn này nhưng mà chị trước khi người ta, đây là chị đồng ý, chị mua một cái ghế massage này là 179 triệu đúng không? Đồng ý hay là tự người ta gán cho chị? Chị nó gán bảo cứ lấy đi rồi mua gói này về, trở về là nên chung cửa phòng cơ rồi là, có tiền là ý này làm. Ý là công ty này tư vấn cho mình, tư vấn chị mua một cái ghế này đó. 179 triệu mua về phát lên chức trưởng phòng luôn. Đúng. À rồi. Đấy. Đúng. Vì vậy chị ham là trưởng phòng. Đúng. Chị nhưng mà chị có biết chữ không? Chị thì chị có biết. Biết nhưng mà em qua em thấy là chị không biết viết. Đúng không? Gọi là mình không biết chữ. Rồi. Gọi là giám đốc không biết chữ. Rồi. Ông này là bà này là bà giám đốc thứ hai là không biết chữ này. Vừa rồi trên báo chí mà rất đăng tải rất nhiều là giám đốc mà không biết chữ là đăng kiểm, đúng không? Phải không? Đấy, nhưng mà đây là cục trưởng cục đăng kiểm đúng không? Hay cái gì đấy. Nhưng mà đây là giám đốc không biết chữ lên chức trưởng phòng. Câu chuyện này khó tin nhưng mà có thể có thật. 179 triệu rồi đã ra đi. Được ghế gì? Cái ghế gì? Ghế gì? Ghế massage chưa thui luôn. Chưa biết là chưa cái gì, chưa thui, nó còn để nguyên ba bảy luôn, chưa thui luôn. Khui hay thui, thui là khác nha. Thui là thui thịt chó. Vậy à? Khui. Khui, chưa khui ra. Chưa mở thùng. Chưa mở thùng. Chị đã biết trong đấy có những cái gì chưa? Tác dụng chưa? Xem chưa? Chưa biết gì, chưa. Chị biết sử dụng chưa? Chưa. Người ta hướng dẫn chưa? Chưa. Thế chị chủ trương là mua ghế để lên trưởng phòng chứ không phải mua ghế để dùng. Đúng rồi. À, mình đã làm thử cái nào chưa? Chưa. Ồ, chưa được bóc tem luôn. Chưa. Gọi là chưa, gọi là hàng còn zin đấy. Đấy, hàng còn để trong nhà đấy. Còn để trong đấy. 179 củ đây là 3 4 5 cây vàng rồi má. Đấy. Chết rồi. Là con khóc được không? Bây giờ là những cái bây giờ là em bắt đầu em hỏi chuyện chị. Dạ. 179 triệu. 1 triệu rưỡi là bỏ đi dục đi rồi. Vàng kim cương dục rồi. Đang nói là cái căn nhà mình bây giờ là chỉ giá 179 triệu. Đúng chưa? Hiện nay là 179 triệu còn 180 triệu. Hiện nay là chỉ còn 180 triệu còn 71 triệu nữa đúng không? 250 mà. Còn mấy 71 triệu nữa là chị đi đâu? Mua gì? Mua hàng thùng rửa chén nước nông nhà. Trước rồi... chị mua rồi chị không dùng được tại sao chị vẫn mua? Nó mua chọn gói luôn vậy đi. À. Ý là đóng một cái sản phẩm một cái xe lớn á chở đến nhà. Là cái gói này là 250 triệu. Đấy. Là A, B, C này, massage này, phát đơn lên trưởng phòng luôn. Hiện nay là người ta cấp phép cho chị là trưởng phòng giám đốc chưa? Nó là quản lý một chứ chưa phải trưởng phòng. Thế tại sao đầu tiên người ta nói chị sao mà giờ lại quản lý lại xuống cấp à?
ý là lúc đầu tư vấn quản lý một xuống lên tăng gói nhiều mới lên giám đốc được. Nhưng mà tăng tăng 250 triệu rồi phải lên giám đốc chứ? Không, nó phải là 400 mấy lên. Sao mình bán nhà luôn? Thì lúc đó bán nhà ra đúng đường rồi em. Lúc đó thì bà đang gói cũng mua cái nhà mà sao thì nguyên thì để cầm bán thì giờ sao lấy lại chứ giờ bán nhà thì ở đâu? À, bây giờ này mỗi tháng ấy, bây giờ thôi cái việc đấy từ từ tính. Vậy là hiện nay là người ta cầm nhà chỉ là 300 triệu, mỗi tháng chỉ đóng lời bao nhiêu tiền? Chị đóng mấy tháng nữa xong là chị dịch bảo bây giờ mới... Không, em nói là mỗi một tháng người ta tư vấn chị là đóng bao tiền lời? 10 triệu 10 triệu, 300 10 triệu. Lãi suất là 3,3%? 4.5 triệu. Xong rồi bước đi rồi, xong bắt đầu là nếu nó cho mượn 300 triệu xong là chị bảo là thôi bây giờ tôi không, tôi chưa trả lại 50 triệu, tôi chỉ mượn 2.5 triệu thôi. Là 4.5 triệu. Tính cho chị là 4.5 triệu. 4.5 triệu. 4.5 triệu đó. Nói chung là lãi suất thì cũng cao, rất khá. 4.5 triệu. Rồi, thế là mỗi tháng đóng lời bao nhiêu? Xong là đóng 2-3 tháng. Mỗi tháng đóng bao nhiêu? 3 tháng 10 triệu. Thế là chị bảo bây giờ mỗi tháng đóng 10 triệu. Mỗi tháng đóng 10 triệu, đóng 3 tháng rồi. 30 triệu. Trong hỏi tiền ở đâu chị đóng tiền? Tiền đó lúc đó là dịch bệnh, chị đi bán. Bán gì? Đi bán rau, bán thịt chạy tối ngày. Rồi dịch bệnh như giờ là chị bán xong mấy người là ở bên bên bà con bảo là bên kia là có đỡ đầu rồi giúp đỡ chị rồi, bảo rồi. Dịch bệnh là chị mới có tiền đóng, là đóng có 3 tháng thiệt. Rồi xong là thôi được rồi. Chị không có dám thôi, đóng nữa chị. Thôi được rồi em biết rồi. Đấy. Vậy là mình mượn 300 triệu. Gói cuối cùng một chút cũng là mỗi tháng đóng 10 triệu. Đúng rồi. Đúng chưa? Nhưng mà thực sự là mình không nhận là 300 triệu. Nhưng mình nói như vậy cho dễ ha. Rồi. Chắc chắn là nó chia sẻ này các cô chú chị mọi người biết rồi. Đúng không? Thì người ta sẽ lừa cái công bằng một cái người phụ nữ, đúng không? Người ta lừa chị vào công ty đa cấp. Đúng không? Để mình đây là nói thật là bùa mê thuốc lú không phải. Nhưng đây là mình ham cái chức trưởng phòng vì mình nói thẳng luôn là mình thiếu kiến thức. Đúng không ạ? Vì người ta dụ gói 250 triệu là cấp 1, gói 450 triệu là trưởng phòng. Đúng không ạ? Cấp 2. Hình dung chưa? Và gói 1.5 tỷ, đúng không? Là tổng giám đốc. Đúng không? Và gói 10.000 tỷ nha. Đúng chưa? Là tổng gọi là chức to hơn, mình nói ví dụ như chức to hơn đi nha, để cho gọi là phân bố một nhà lãnh đạo đấy. Nói ví dụ cho dễ hiểu ha. Khi chị đóng và chị mua, chị có được cấp phép gì không? Có được cấp giấy gì là mai mình sẽ lên chức trưởng phòng và được lương không? Không. Thế mình mua mục đích chính là mua để làm gì? Chị mua để chị đi bán, chị về chị bán, chị vừa bán tập hóa nhỏ nhỏ hay rồi ai. Không, em đang nói đến cái ghế đó, 179 triệu không phải ai có tiền mua. Đặc biệt là nếu em có hàng ngàn tỷ em không mua cái ghế đó, mua ghế điện giật chết. Nha. Chị đâu cũng chưa biết, lúc đó chị chưa biết luôn thật. Vì vậy tại sao mà trước khi chị mua chị có hỏi con hoặc hỏi hàng xóm hoặc bạn bè không? Chị không có hỏi. Tại sao? Nó bảo là bây giờ này có cái người mà dẫn chị lên cấp trên nhà thì kêu là gọi cấp trên. Rồi là trưởng phòng kêu là đừng có tâm sự với ai, đừng có chia sẻ với ai, người ta không cho làm, người ta cản. Người ta mua, người ta quật, người ta giấu. Giấu đi, đừng có nói. Gọi là mua người ta cản là người ta sẽ giàu hơn mình. Đấy. Rồi. Và đấy là có nói đi nói lại vậy đó. Thế rồi mà mua cái này đừng có nói ai nha, đừng có nói bà con, đừng có nói với hàng xóm nha, nói vậy luôn á. Cái cấp trên nhà, tên là nhà, đúng không biết thì nhà gì. Nói là bị mã cản, nói là bị mã cản, nghe không? Mã cản là sẽ mất xe. Mà hiện nay là mã cản này không cản nhưng mất nhà. Đúng chưa? Hiện nay chị đã mất nhà là quả thật. Hiện nay bao nhiêu tháng qua chị lấy gì đóng lời? Không có đóng luôn. Thế bây giờ mất nhà chưa? Nằm. Chưa, bây giờ chưa dám đến quậy lấy. Bây giờ vẫn còn giấy tờ cầm. Vì bảo bây giờ muốn giết tôi cũng giết đi. Nhưng mà bây giờ, nhà chị đóng. Bây giờ nhà chị đang ở hay là ở đâu? Giờ chị đang ở nhà chị. Nhưng mà người ta có đến đòi không? Có đền quậy hoài. Quậy hoài, người ta đòi cái sao? Người ta đòi điện điện thoại chấn áp đến 2-3 lần. Chấn áp sao? Cái bà nào bây giờ có trả hay không bán nhà trả không? Ủa thì bán nhà ra đứng đường à? Bây giờ cứ mời pháp luật công an đến thì giết tôi cũng giết luôn. Thì tôi cũng chết, tại muốn chết rồi. Lần nào hết rồi. Hết rồi, bây giờ muốn giết cũng giết đi. Chứ bây giờ tôi cũng khả năng mà tinh thần sống nữa. Người ta có ham dọa chị không? Có, ham dọa luôn. Rồi bây giờ này, thôi cái việc đó là tính sau. Rồi. Quay lại việc đa cấp. 250 triệu chị mua một cái ghế massage là 179 triệu và rất nhiều sản phẩm khác, mặt hàng khác là tổng cộng là 250 triệu. Đúng. Chị đã hiện nay là ai trở về nhà cho chị? Cái người giám đốc với trưởng phòng Nguyễn Thị Nhàn bảo là trả về nhà. Lái xe trở về cho chị. Đúng mấy, rồi, mấy, xe tải. Một chuyến. Một chuyến một là một hết chuyến trở tải là hai, luôn. Là 250 cho ai ấy. Đấy. Rồi. Cái chỗ hàng hiện nay, chỗ hàng hiện nay chị để đâu rồi? Để trong nhà hết, chưa có làm gì. Rồi nước rồi chén nó nong rồi, nước ở bồn nhà giờ nó xì hết, hàng giả nó thui nó xì hết rồi trong nhà. Tại sao nó xì ra?
tại nó giả quá, sao nó bao bì. Sao mình không bán bớt đi vậy? Thu tiền bán đó. Không ai mua cái hàng đó, không có ai mua, giá thằng mắc lắm á. Mắc mà giả không ai mua. Thế tại sao chị để trong nhà, chị không sợ nó ô nhiễm à? Để trong nhà chứ bây giờ bỏ ngoài không? Sao mất thùng rác đi? Mất thùng rác thì sao, có bằng chứng để nói chuyện với pháp luật rồi. Nhờ chính quyền pháp luật với mình, mạng xã hội thì giúp mình, đỡ. Mình quay phim chụp hình này. Có quay phim chụp hình rồi, có giấy tờ. Từ ngày đó đến giờ phút này là chị có đến công ty này để chị đòi là quyền lợi, hoặc chị nói là tiền tôi đi đâu mà hiện nay tôi được trưởng phòng tôi có lương không? Có ạ, có là... đến dắt bố đến một lần năm ngoái đưa con vào là bây giờ bố ơi, con cũng không biết là người ta gài con, người ta đi đa cấp ấy, nó lừa con rồi bố đến bố nói dùng giám đốc nói chuyện đồng hàng, xong bảo là nói vòng nói vo, xong bảo là chị cứ về đi gọi điện thoại đến tôi bán cho, xong bây giờ hôm qua đến lên phòng giám đốc với Vương Hồng Ngọc ấy nói là bây giờ cái ghế massage thì chưa xử lý được, bây giờ hàng hết đát rồi, bây giờ chị cũng đến bên quận 12 thưa Bộ Công an đâu có làm việc được cho chị đâu, bao nhiêu người thưa mà người ta chối ạ. Ai bảo thế? Cái giám đốc ở cái Vương Hồng Ngọc ấy là chặn đầu chị trước luôn, chặn đầu nếu trước thưa, nếu đúng. Thưa cũng không giải quyết được gì đấy. Đó. Chặn đầu trước như vậy đi. Hồi trước thì đây là một cái băng nhóm lừa đảo tập đoàn đa cấp, hiện nay rất nhiều các cô các chú anh chị phải nói là thiếu kiến thức mà tham mà việc nhẹ lương cao, trẻ việc nhẹ lương cao kiểu máy tính, già việc nhẹ lương cao máy tính, về vấn đề hàng đa cấp, những cái sản phẩm không xài không ăn được. Đến giờ phút này chị gái đã mất nhà và nguy cơ chắc chắn là phải ra được, đúng không ạ? Mà số tiền trên dưới 300 triệu, những cái sản phẩm hiện nay đang để trong nhà ô nhiễm, mà hiện nay không những như vậy mà còn rất nhiều cái hệ lụy về sau nữa. Anh em hiệp sĩ Bình Dương hôm nay muốn ghi hình đăng tải các câu chuyện này lên. Câu chuyện này không phải là mới, nhưng câu chuyện này đến giờ phút này nhiều năm qua, nhưng không hiểu tại sao mà những cái tập đoàn hoặc những công ty hoặc những nơi trung tâm trá hình này vẫn lừa đảo được người dân Việt Nam mình, những người vô cùng khắc khổ giống như này. Một bà mẹ đơn thân hiện nay đang nuôi con ăn học 11. Hiện nay cuộc sống sống đất thành phố Hồ Chí Minh vô cùng khó khăn. Nếu các cô chú anh chị, nếu ai mà xem được video này thì có thể chia sẻ nhiều hơn nữa để cho cái trung tâm này sớm dẹp bỏ, mục đích chính là cho tránh tình trạng người dân Việt Nam mình gọi là không bị bớt đau khổ, bởi vì chúng nó lừa ăn trên sự đau khổ của người khác. Cái ghế nó cả 200 triệu đúng không ạ? Những cái sản phẩm là xà bông, xà bẹt, ba cái tùm lum tà la không có xài được, đúng không ạ? Nhưng đến giờ phút này vẫn lừa người dân mình ép, đúng không ạ? Nhưng thực sự đây là tự nguyện, nhưng tự nguyện đang bị chúng dụ dỗ lừa đảo về trưởng phòng, phó phòng cấp 1, cấp 2. Đến giờ phút này chị mất nhà mất cửa mà nguy cơ và có thể là còn nhiều vấn đề hệ lụy về sau nữa. Hy vọng là đây là một bài học dành cho tất cả các cô các chú anh chị. Đa cấp hiện nay đi vào nhà nhà, người người, đi vào từ vùng quê, đưa vào từ nông thôn đến thành phố đến thành thị, đúng không ạ? Đưa từ vùng sâu đến vùng xa, đưa từ đồng bào dân tộc thiểu số đến người dân tộc Kinh đó. Tất cả người dân Việt Nam mình, rất nhiều bà con cô bác hiện nay đang bị công ty đa cấp phải lừa đảo, trấn áp một cách phải là vô cùng ngoan mục. Anh em hiệp sĩ Bình Dương đã đưa ra thông tin rất nhiều, nhưng rất rất là tiếc, hiện nay rất nhiều người đang sập bẫy đó. Không những đa cấp này, còn nhiều trung tâm thẩm mỹ viện lừa đảo hiện nay lừa đảo rất nhiều chị em mình Việt Nam mình. Hiện nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương đang chuẩn bị tiếp nhận 4-5 trường hợp chị em về đây cầu cứu cho anh em hiệp sĩ Bình Dương đã bị nhiều trung tâm đa cấp và nhiều thẩm mỹ viện lừa đảo. Thì anh em sẽ ghi nhận và tiếp tục câu chuyện như nào thì cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Bởi vì anh em hình sĩ Bình Dương luôn luôn muốn giúp đời, giúp người, bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian để tìm hiểu chân lý, sự thật để cho người dân Việt Nam mình bớt khổ đau. Rồi cái câu chuyện của chị là câu chuyện đa cấp, anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận. Cảm ơn. Thôi. Bây giờ chị xin lỗi cộng đồng mạng. Người ta còn em có tiền đóng tiền nợ cho thế chấp nhà, lấy trả cái chứng nhân cho em, bắt em mượn công ty ngân hàng OCB. OCB xong bắt đầu bảo bây giờ chị không có tiền đóng thì tôi là giang hồ đi. Tôi đến tôi xiết nợ nhà chị, tôi tạt axit với chấn áp tinh thần dòng họ với con tôi, là tạt axit với không cho con tôi đi học á. Mong cộng đồng mạng nay con đi học là tạt axit với đánh, xong bắt đầu là gài con mà đi bán Campuchia, đi xuống Vũng Tàu á. Tất cả các cuộc gọi. Dạ. Tất cả những tin nhắn ghi âm hết lại cho em. Dạ. Chụp hình này, khi người ta gửi tin nhắn chụp hình này, không? Lưu trữ này, có điều gì đó xảy ra, bất kể vấn đề gì đó thì cái người nhắn tin hoặc cái người đe dọa đó, người đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ok chưa? Rồi, anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ cố gắng giúp chị trong câu chuyện này. Rồi. Còn giúp được đến đâu thì anh em giúp hết khả năng chị nhé. Dạ. Rồi cuối video này em xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Bình Dương,
Em xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe anh chị cũng như con trai chị và cùng toàn thể gia đình. Hy vọng trong thời gian tới anh em MC Bình Dương sẽ cố gắng hết sức để giúp chị, để lấy lại công bằng cho chị. Dạ. Kính thưa cô chú chị và bạn, trong thời gian vừa qua đã rất nhiều câu chuyện, rất nhiều các bà mẹ đơn thân, mà đặc biệt là nhiều câu chuyện phải là hai anh chị, hai vợ chồng và cả một gia đình, một tập đoàn đa cấp lừa đảo rất nhiều. Thì về đây anh em MC Bình Dương ghi nhận rất nhiều thông tin, nhiều gia đình bị nó là lừa hàng tỷ, hàng nhiều tỷ, mà nhiều câu chuyện đó là lừa một cách rất lạ. Anh em bị rất lấy làm tiếc và rất không chưa hiểu tại sao mà người ta lừa những người dân Việt Nam mình. Nhiều người có vẻ là rất thông minh và có thể có kiến thức và có trình độ nhưng vẫn bị lừa. Không những người ở quê mà thậm chí chị gái này hiện nay thì bị lừa một cách vô cùng trắng trợn, là lên chức gọi là cấp 1, cấp 2, nhưng thực sự là để lên trưởng phòng. Nhưng chị gái này hiện nay không biết chữ, không biết dành về mặt chữ, nhưng vẫn bị lừa, vẫn bị công ty đa cấp mò lên tận nhà, theo tận nhà và lấy cơm ăn và cùng nhau lên đường để cầm nhà, cầm tài sản. Đến giờ phút này những tài sản của chị có giá trị nhất là công ty đa cấp hiện đang nằm trong nhà. Dạ, xin thân ái chào, hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong những video tiếp theo.